Nguyễn Thị Huyền không ngủ quên trên chiến thắng, tay đua hạng nặng tiếp tục lập kỷ lục khi giành huy chương vàng tại giải đấu mang tầm cỡ quốc tế Đài Loan mở rộng 2023. Kỷ lục gia Nguyễn Thị Huyền với 13 huy chương vàng tại các kỳ SEA Games lại tỏa sáng. Hôm nay 28 tháng 5, Nguyễn Thị Huyền bước vào phần thi nội dung chạy 400m rào nữ. Cô gái Nam Định tuy 30 giây đầu xuất phát không nhanh nhưng càng chạy càng vào form. Ở cuối chặng đua cô vít ga như một tay đua hạng nặng, băng băng về đích một mình, để cho các đối thủ đằng sau phải hít khói. Và cô cán đích đầu tiên với thành tích 57 giây 98. Thành tích này chưa ấn tượng so với thông số 56 giây 29 mà chân chạy người Nam Định đạt được ở SEA Games 32 vừa qua ở Campuchia. Nhưng cô vẫn cho cả thế giới thấy Việt Nam tuy là một đất nước nhỏ bé theo vị trí địa lý, nhưng ý chí, quyết tâm, cố gắng của con rồng cháu tiên không hề nhỏ bé chút nào. Xin chúc mừng cô gái bé nhỏ và cảm ơn em đã luôn cố gắng hết mình, mang về vinh quang cho Tổ quốc. Mọi người hãy để lại một like, một share, một comment để lan tỏa đến cho nhiều người biết đến hơn về cô gái này nhé.